Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trọng sinh chi nữ tướng tinh, chuyển thể thành phim cầm nguyệt như ca của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Mục tiểu lâu lại tựa sát mục hồng cầm nói một hồi, rồi bị đồng cô cô gọi đi. Thị nữ bên cạnh đỡ mục hồng cầm đứng dậy, bước vài bước, đến trước bức hòa tường. Điện thính rộng lớn và lạnh lẽo, điểm náo nhiệt duy nhất là bức tranh tường này bức tranh vẽ cảnh chợ đông đúc và kênh đào, thể hiện sự náo nhiệt của thành tế dương. Khuôn mặt người trong tranh cũng tươi cười vui vẻ, điều mà nàng đã lâu không thấy. Từ khi ngồi vào vị trí vương nữ, nàng dành nhiều thời gian nhất ở tòa vương phủ trống rỗng này. Sau hôm nay, mục tiểu lâu cũng sẽ được đưa ra ngoài thành. Cái gọi là vương thúc thọ yến cũng chỉ là một cái cớ. Các phiên vương đã lâu không giao thiệp với nhau để tránh bị bệ hạ nghi kỵ, thiên hạ mới thái bình giờ người ô thác ẩn nấp trong bóng tối, tế dương sắp gặp nguy. Nàng, vương nữ, không thể chạy trốn, cần ở lại thành cùng bách tính đồng cam cộng khổ, nhưng mục tiểu lâu không thể ở lại. Nàng là hy vọng duy nhất của tế dương, nếu tình hình xấu đi, chỉ cần mục tiểu lâu sống sót, tất cả vẫn còn hy vọng. Mấy vị đại nhân đã hạ lệnh sơ tán bách tính. Thị nữ nói khẽ. Điện hạ lo lắng tiểu điện hạ sao? Mục hồng cầm cười lắc đầu. Ta lo lắng cho tế dương thành, ngoài cửa sổ, cây liễu dài, cành nhúng vào ngày xuân xanh, rời khỏi mặt hồ, tạo nên gợn sóng nhỏ. Cá chép trong ao tranh nhau nhẹ nhàng đớp, một mảnh sinh cơ. Mỗi năm ngày xuân như thế, chỉ có con người thay đổi. Mục Hồng Cầm khi trẻ rất thích sinh hoạt ngoài vương phủ. Là tiểu nữ nhi của mông tắc vương, khi đại ca còn sống, nàng được nung chiều như hòn ngọc quý trong tay. Nhưng khi đại ca qua đời năm nàng 16 tuổi, mọi thứ thay đổi. Mông Tắc Vương bắt đầu muốn nàng học nhiều thứ, tuân theo nhiều quy tắc. Khi đó nàng mới hiểu đại ca đã vất vả thế nào. Nhưng nếu ngay cả nhân duyên cũng bị kiểm soát, Mục Hồng Cầm không thể chấp nhận. Khi đó nàng trẻ tuổi và nóng tính, không nhận ra cha phải đối phó với triều đình khi nàng bỏ trốn. Giờ đây nàng không có dũng khí như vậy, gánh vác càng nhiều càng không có tự do. Dũng khí chỉ một lần, qua tuổi trẻ không còn bản thân thời trẻ đã biến mất trong dòng thời gian. Mục Hồng cầm từng rất thích liễu bất phong, thiếu niên bạch y, tính tình lạnh lùng, đoan chính, tự tin, nhưng đôi khi ngây thơ. Dù thân thủ siêu quần, hắn vẫn nghiêm túc giúp nông dân tìm dê. Mục Hồng cầm thích hắn từ khi hắn rút kiếm bảo vệ nàng dưới cây hoa đào. Anh hùng cứu mỹ nhân, như trong thoại bản, nàng muốn đi theo liễu bất phong, dùng mọi chiêu trò để lừa dụ hắn, nhưng liễu bất phong luôn thanh lãnh, chưa từng yêu ái nàng nàng nhụt trí nhưng so với người khác liệu bất phong đối với nàng không tệ hắn ít nói nhưng ăn cơm thường nhiều thay nàng gọi món bánh hạnh hoa ở khách sạn hắn tiêu thêm tiền để nàng có giường đệm dày hơn hắn để tiền dễ thấy không trách nàng lén lấy mua son phấn nàng tin chỉ cần thêm chút thời gian liễu bất phong sẽ yêu nàng đến khi tiểu sư muội ngọc thư xuống núi tìm hắn ngọc thư yếu đuối làn da trắng như búp bê như đồng nữ dưới trướng quan âm khiến người ta sinh lòng chiều mến. Nhưng Mục Hồng cầm thấy địch ý nhàn nhạt trong mắt Ngọc Thư. Nghe nói Ngọc Thư là con gái vân cơ đạo trưởng, xuống núi để giúp đỡ liễu bất phong. Mục Hồng cầm coi nàng như muội muội, hai người trở thành ba, không cảm thấy gì sai. Ngọc Thư không bao giờ thêm phiền phức cho liễu bất phong, một tháng trôi qua nhanh chóng. Đến ngày liễu bất phong phải trở về Tê Vân Sơn, định mang Mục Hồng cầm theo, nhưng thành tế dương đang kiểm tra mất tích của tiểu điện hạ, quan binh kiểm tra khắp nơi không lên núi được mục hồng cầm kéo liễu bất phong vào phòng nghiêm túc nói ta không thể theo ngươi lên núi thiếu niên hỏi vì sao ta là con gái mông tắc vương quan binh tìm người là tìm ta nàng nói liễu bất phong ngơ ngẩn phụ thân ta muốn gả ta cho con trai triều thần để củng cố địa vị ta không muốn nên trốn thoát nàng nói một tháng qua ta rất vui liễu bất vong ta không muốn gả cho hắn nhưng cũng không thể theo ngươi lên núi. Ta nên làm gì? Liễu Bất Phong suy nghĩ lâu, nói. Ngươi ở đây chờ ta, ta lên núi báo cho sư phụ, sau đó xuống đón ngươi, tìm cách giải quyết. Mục Hồng Cầm không muốn. Ngươi thật sự phải đi sao? Ta sẽ trở về. Thiếu niên nói. Ngày đi, Mục Hồng Cầm tiễn hắn tại sân sau tiểu điếm, nói. Nhớ kỹ ngươi nói, ngươi nhất định phải trở về. Yên tâm. Hắn lần đầu và cuối cùng trấn an nàng. Liễu Bất Phong và Ngọc Thư đi, Mục Hồng cầm ở lại khách sạn chờ. Nàng tin hắn sẽ trở về, nhưng hai ngày sau, hắn chưa trở lại. Mấy ngày sau nữa, nàng nghĩ có lẽ hắn bị trễ nải vì đường núi khó đi hoặc có việc bận. Năm ngày trôi qua, Liễu Bất Phong vẫn chưa trở lại. Nàng bắt đầu lo lắng, nghĩ rằng hắn có thể gặp nguy hiểm trên đường. Ngày thứ 10, quan binh đến bắt nàng về. Quan binh đầu lĩnh kính cần nói. Điện hạ, nên về nhà. Mục hồng cầm bị mang về mông tắc phương phủ, bị giam trong phòng. Nàng đập cửa sổ, hô lớn. Thả ta ra. Không ai trả lời, nàng tuyệt thực, mông tắc phương cho người mở cửa. Mục hồng cầm bổ nhào vào mông tắc phương, khóc. Phụ vương, sao ngài để họ giam ta? Hồng cầm. Mông tắc phương lắc đầu cười, bưng đĩa đồ ăn đến trước mặt nàng. Đây là điểm tâm nguy thích, ta không muốn ăn. Mục hồng cầm quay đầu. Ta muốn ra ngoài. Mông tắc phương không giận trầm mặc hỏi. Ngươi chờ thiếu niên họ liễu sao? Mục hồng cầm ngạc nhiên. Ngài sao biết, hắn sẽ không trở về. Không, hắn sẽ trở về. Nàng nói. Hắn đã hứa, không nuốt lời. Ngươi nghĩ ta tìm được ngươi bằng cách nào? Mông tắc vương nói. Mục hồng cầm ngây người. Lời nói tàn khốc từ miệng phụ thân, làm mộng đẹp của nàng tan vỡ. Chính hắn báo ta biết cho ngươi, đích thân hắn đưa ngươi về. Liệu bất phong vì sao đưa nàng về, vấn đề này mục hồng cẩm không hiểu. Nàng không muốn tin, nhưng liễu bất phong như biến mất khỏi đời nàng. Nửa năm sau, mục hồng cẩm xuất giá, gả cho con trai trọng thần triều đình, tuy là xuất giá nhưng vẫn gọi là Vương Phu, phiên vương vị trí vững vàng, sinh hạ thế tử họ mục. Vương Phu không tệ, nhưng không xuất sắc, hai người sống tôn trọng nhau, trượng phu nạp thiếp, nàng không ghen tị, vui vẻ chấp nhận. Người ngoài thấy, đây là cuộc hôn nhân mỹ mãn, nhưng Mục Hồng Cầm cảm thấy, nàng tươi sống đã chết từ mùa xuân năm đó. Nàng sống, nhưng lòng trống rỗng, không biết cầu gì, chỉ có thể dành nhiều thời gian cho công việc trong thành tế dương. Một con cá chép đỏ nhảy ra khỏi nước, quấy lật mặt nước xuân, đuôi đỏ lóe lên rồi biến mất. Mục Hồng Cầm nhìn mặt nước ngẩn ngơ. Nàng nói dối hỏi Yến, liệu bất phong không đến tử điếm, hai người không gặp lại. Nhưng nàng nói dối, sau này, nàng gặp lại liễu bất phong một lần nhưng không vui vẻ đó là năm thứ hai sau khi nàng sinh con nàng cùng vương phu và con trai đến bảo tự trong thành tế dương dân hương khi dân hương xong chuẩn bị rời đi thấy có người nhìn trộm ngoài cửa chùa mục hồng cầm cho người đi trước bắt giữ một nữ tử trẻ tuổi nàng giật mình đó là ngọc thư ngọc thư vẫn yếu đuối như xưa nhìn nàng e ngại và bối rối mục hồng cầm muốn tìm liễu bất phong nhưng ngọc thư nói hắn không ở đây, à. Mục hồng cầm cười. Thời gian đã làm nàng trưởng thành, nàng không còn là cô gái ngốc không phân biệt được tình địch. Nàng hiểu địch ý trong mắt Ngọc Thư, nhưng không coi nàng là đối thủ. Nàng ngồi xổm xuống, nhìn Ngọc Thư. Hắn không ở đây không sao, ta bắt ngươi, hắn sẽ xuất hiện. Ngọc Thư biến sắc. Mục hồng cầm đứng dậy, lạnh lùng. Nói trong chùa có nữ thích khách, ý đồ hành thích bản điện, thì vẻ bắt giữ nàng không về vương phủ, ở lại chùa, gọi vương phu và con rời đi, một mình chờ. Nửa đêm, liễu bất phong xuất hiện, mấy năm xa cách, hắn thay đổi nhiều, trông quảnh quẽ và lạ lẫm. Câu đầu tiên hắn hỏi. Ngọc Thư ở đâu? Không tình cảm, như người xa lạ. Mục Hồng cầm cúi đầu cười, nàng gần như hoài nghi, ngày xuân năm đó chỉ là phán đoán của mình. Liễu Bất Phong là anh hùng trong đời nàng, nhưng hắn chỉ coi nàng là một người không mong muốn. Tại trong lao, nàng nói lạnh lùng, liễu bất phong nhìn nàng. Hắn đã thay đổi nhiều, nàng cũng khác, nàng không còn là cô gái trẻ, mà là nữ tử lãnh ngạo. Ngọc Thư không thể hành thích ngươi, vì sao không? Nàng cười châm chọc, biết người biết mặt không biết lòng, ta không hiểu nàng. Bắt ta, hắn nói, thả nàng. Ánh mắt hắn lãnh đạm, không tình cảm, không bất đắc dĩ hay phiền lòng như xưa. Chỉ là người xa lạ, có chút chán ghét quyền quý. Mục Hồng cầm cười chào phúng. Vì sư muội, ngươi làm gì cũng được, ngươi thích nàng. Liễu Bất Phong nói. Đúng. Nàng hỏi. Ngươi nói gì, ta thích nàng. Thành âm thản nhiên mà trực tiếp, Mục Hồng cầm cảm thấy ngón tay run rẩy. Nàng từng muốn nghe câu này từ Liễu Bất Phong, vì câu nói này, nàng làm mọi cách. Nhưng giờ đây, lời này dễ dàng nói ra, không phải cho nàng. Nàng cười buồn, năm đó không nhìn ra tình cảm của Ngọc Thư, giờ đây đã hiểu. Người ta lưỡng tình tương duyệt, nàng là không biết tự lượng sức mình. Năm đó là ngươi báo phụ vương ta sao? Đúng, ngươi lúc đi, không định trở về. Đúng. Mục hồng cầm hít sâu, hỏi. Ngươi chưa từng động tâm với ta. Đúng, thì ra là thế. Nàng nói, hốc mắt nóng lên, cười. Ngươi yêu sư muội, nguyện ý làm gì vì nàng? Ngươi muốn làm gì? Hắn hỏi. Mục hồng cầm nói. Làm ta tình nhân, ta sẽ thả nàng. Liễu bất phong bình tĩnh, nhưng giờ phút này, phảng phất bị xúc động, lui một bước, tránh tiếp xúc. Mục hồng cầm cứng đờ, khinh miệt. Ngươi không nguyện ý, làm tình nhân vương nữ, không phải ai cũng có phúc. Liễu bất phong bình tĩnh nhìn nàng, áo trắng không nhiễm trần thế. Hắn như xưa, tấm lòng rộng mở, người như vậy, không thể chịu nhục, nhưng nàng muốn nhục hắn, dựa vào cái gì, nàng vì thấy canh cánh trong lòng, hắn coi như việc này không phát sinh. Liễu bất phong không thể vì nàng làm điều gì, hắn cũng không thể vì Ngọc Thư làm điều gì. Nàng thấy hắn quỳ xuống, trả lời. Tốt. Mục Hồng cầm cảm thấy lòng đau xót, không thở nổi. Đủ rồi, như vậy là đủ. Nàng hỏi rõ, mọi nghi ngờ nhiều năm, kết quả đã có. Tế dương nữ tử dám yêu dám hận, cầm được thì cũng buông được, vương nữ có bản thân kiêu ngạo. Nàng có tế dương thành, không cần vì một nam nhân mà tìm cai chết. nàng nói thế nhưng bản điện không nguyện ý loại người như ngươi làm sao có thể đứng bên bản điện mỗi câu như dao cắt thịt nàng ngạc nhiên vì tình cảm sâu đậm với liễu bất phong cắt bỏ đoạn nhiệt duyên này phải không muốn mang người ngươi yêu ra khỏi tế dương thành nàng nói đa tạ điện hạ giọng hắn không thay đổi nước mắt mục hồng cầm rơi ngươi và sư muội ngươi không bao giờ được vào tế dương thành. Nếu không, ta gặp một lần, giết một lần. Vạt áo đỏ trong đêm tối, như giới hạn rõ ràng. Như lúc gặp nhau dưới cây hoa đào, cánh hoa trải dòng dã lắc người hoa mắt. Nhưng mộng luôn có tỉnh. Nàng thả ngọc thư, về vương phủ, coi như việc này chưa xảy ra. Nàng và vương phu vẫn cử án tề mi, tuế nguyệt qua tốt, nhưng lòng không bình yên. Mấy năm trôi qua, mông tắc vương qua đời. Mục Hồng cầm bận rộn công việc, vài năm sau, Vương Phu qua đời, nàng dành tất cả tinh lực cho con trai nhỏ. Sau này, con trai cũng qua đời, chỉ còn Mục Tiểu Lâu sống nương tựa lẫn nhau. Mục Tiểu Lâu rất giống nàng khi trẻ, nàng cưng chiều Mục Tiểu Lâu, như phụ thân cưng chiều nàng khi xưa. Mục Hồng cầm biết, một khi ngồi vào vị trí vương nữ, sẽ có ngày tiểu cô nương chuồn ra phủ trộm chơi biến mất. Nàng muốn giữ Mục Tiểu Lâu tươi sống một đoạn thời gian. Nàng hy vọng mục tiểu lâu có câu chuyện riêng, không phải giống nàng, lạc lối trong câu chuyện của người khác. Hạnh hoa nở náo nhiệt, cô nương dạo chơi công viên lạc vào rừng hoa, là một giấc mộng dài. Mộng có vui có buồn, thoáng qua, như qua một đời. Ngày xuân của nàng, đã chết từ lâu, 152, có lẽ, trên tìm cơ hội để... trong đường chết. Trong Thành Tế Dương, việc rút lui của dân chúng và việc tiêu giác tiếp quản quân đội của Thành Tế Dương diễn ra gần như đồng thời vương nữ tự mình ra lệnh dân chúng chắc chắn sẽ tuân theo mặc dù có nhiều người không hiểu và nghi ngờ nhưng nghe thấy tiếng ồn ào trong thành họ đều tạm thời rời đi để bảo vệ tính mạng của cả gia đình chỉ những người già yếu không thể đi xa và những người tàn tật mới không rời đi họ không thể di chuyển và không muốn lang thang trên đường sẵn sàng chết tại quê hương khó khăn nhất là một số gia tộc lớn trong thành tế dương họ không hài lòng với mục hồng cầm trong những năm qua và có ý định gian dối Tuy nhiên, Mục Hồng Cầm luôn quyết định nhanh chóng, dù là nữ nhưng luôn mạnh mẽ đàn áp mọi tiếng phản đối. Lần này, khi Thành Tế Dương đối mặt với nguy cơ lớn, Mục Hồng Cầm cảm thấy bất lực và các gia tộc này bắt đầu có ý định lợi dụng cơ hội này để hành động. Mục Hồng Cầm không thể rời khỏi Thành Tế Dương, nếu nàng rời đi, không chỉ tạo cơ hội cho những kẻ chống đối trong bóng tối, mà còn đồng nghĩa với việc nàng từ bỏ thành này và cả dân chúng trong thành. Là vương nữ của Thành Tế Dương, đã được dân chúng kính yêu và tôn kính. Lúc này nàng phải gánh vác trách nhiệm. Một chiếc xe ngựa cải trang rời khỏi cửa vương phủ một cách lén lút. Mục Hồng Cẩm trong trang phục của một thị nữ đứng ở cửa vương phủ, nấp sau cột nhìn theo hướng Mục Tiểu Lâu rời đi. Mục Tiểu Lâu không biết nguy cơ của thành tế dương, hồn nhiên nghĩ rằng lần này rời đi chỉ để thay tổ mẫu tham dự sinh nhật phiên vương. Lúc đi còn rất vui vẻ, nói muốn cùng Mục Hồng Cẩm mang lễ. Lúc trở về chắc là vào mùa hè còn muốn mục hồng cầm cùng nàng làm ngọt băng lạc. Đến khi không còn thấy bóng dáng xe ngựa, Mục Hồng Cầm mới thu hồi ánh mắt, định quay vào trong phủ thì thấy một người mặc áo trắng đứng đối diện, không khỏi dừng bước nhìn sang. Đó là một nam tử mặc áo trắng, không rõ diện mạo, đứng trong bóng tối của một con đường đối diện, ánh nắng từ nóc nhà chiếu xuống, tạo ra một khoảng lớn bóng tối, hắn đứng trong bóng tối, chỉ có thể nhìn rõ thanh trường kiếm bên hông và một cây đàn trên lưng đường phố rộng lớn, người đi lại đông đúc, hắn khẽ ngẩng đầu, dường như nhìn nàng qua đám đông, hoặc có thể không. Một chiếc xe ngựa chờ hàng chậm rãi chạy tới. Khi mục hồng cầm nhìn lại, chỉ còn thấy người qua lại tấp nập, còn đường phía bên kia không còn bóng dáng ai, dường như vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng. Nàng đứng yên một lúc, rồi đi vào trong. Ban đêm, trong thư phòng của phủ thôi, ngọn đèn vẫn sáng. Bốn góc đều đặt lồng đèn lớn, chiếu sáng cả phòng. Thư phòng của Thôi Việt Chi, nói là thư phòng, chẳng bằng nói giống một kho binh khí. Lạnh lẽo và ngay ngắn, trên bàn chất đầy quyển trục và thư đen trên giá gỗ, không có chút phong nhã nào. Nhưng hắn vốn không phải người thích đọc sách. Trên tường treo một tấm bản đồ rất lớn, chiếm nửa bức tường. Ở giữa vẽ một dòng sông, với các xoáy nước và đá ngầm rất rõ ràng. Trong phòng có hơn 10 người, đều là đồng sự và thù hạ của Thôi Việt Chi nếu quân ô thác vào thành, những người này sẽ trở thành phó sĩ quan của quân đội thành Tế Dương, phối hợp với tiêu giác. Hỏa Yến cùng tiêu giác ngồi một bên, Phi và Xích Ô đứng sau. Thôi Việt Chi cầm bút than, vẽ một vòng tròn trên địa đồ ở vị trí dễ thấy. Kênh đào chỉ có chỗ này là thích hợp nhất để lên bờ. Thôi Việt Chi chỉ vào vị trí hắn đã vẽ. Nếu lên bờ từ đây, hai quân sẽ giao chiến tại đây. Nơi này vuông vắn, thích hợp cho quân đội thành tế dương bày trận, nhưng... Hắn nhìn tiêu giác, có chút ngập ngừng. Chúng ta không đủ nhân mã. Thành tế dương không có nhiều binh mã, hoàng đế văn tuyên sẽ không cho phép điều này xảy ra. Năm đó để tự vệ, nhiều phiên vương tướng quân đã bị giải tán, mục hồng cầm cũng vậy, chỉ còn lại khoảng hai vạn quân, đã là hoàng đế phá lệ khai ân. Với hai vạn binh mã, không đủ để tạo phản, không thể làm nên chuyện lớn, nhưng cũng không đủ để ngăn cản mấy vạn quân ô thác. Thôi Việt Chi hiểu điều này, không có binh thì không thể đánh, dùng gì để đánh, dùng khuôn mặt sao. Không phải nhân mã không đủ. Tiêu giáp nhìn địa đồ, nói. Mà là thiếu thuyền, thuyền. Một thủ hạ của Thôi Việt Chi nhìn hắn, không hiểu. Không trách họ được, thành tế dương đã thái bình nhiều năm, ngoài Thôi Việt Chi, những người trẻ tuổi hơn chưa từng trải qua chiến trường. Tiêu giáp nhẹ nhàng gõ tay vào chén trà, nói ngươi nói đi hỏa yến ta thôi việt chi và các thù hạ cùng nhìn hỏa yến hỏa yến đã chuyển sang trang phục nữ hôm nay tại diễn võ trường đã đánh bại Mục di si. mọi người ngồi đó đều nghe thấy nhưng một nữ thuộc hạ xuất chúng ngoài việc bảo vệ chủ tử trên chiến trường giết vài người không phải ai cũng làm được các nam tử thường tự coi mình giỏi hơn nữ tử trong quân sự việc tiêu giác giao cho hỏa yến khiến họ nghi ngờ Lời đồn rằng Phong Vân tướng quân lạnh lùng vô tình, không gần nữ sắc, hóa ra là giả, bây giờ đã thấy sắc liền mờ mắt, theo ý này chắc vị này có quan hệ không ít với hắn. Hỏa Yến những năm qua đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần ánh mắt khinh thường của nam tử đối với nữ tử. Nàng không muốn tranh luận với họ, đứng dậy, mỉm cười bước đến Địa Đồ. Thôi việc Chi lui về vị trí của mình, những người khác đều nhìn về phía Hỏa Yến, chờ xem nàng nói gì. Hỏa Yến không nhìn Địa Đồ, chỉ nhìn mọi người, nói. Những điều này đều không quan trọng. Mọi người không hiểu. Trên chiến trường, thuyền lớn thắng thuyền nhỏ, súng lớn thắng súng nhỏ, nhiều thuyền thắng ít thuyền, nhiều thương thắng ít thương. Thuyền của các ngươi nhỏ, súng cũng nhỏ. Xem xét nơi lên bờ, bầy trận thế nào, đều không quan trọng nhất. Đại ngụy ngoài hoàng gia cấm quân, không ai được sử dụng hỏa súng. Nếu ô thác có đủ thuyền, họ sẽ thắng. Muốn dùng ít thắng nhiều, không có thuyền không được trên nước họ có nhiều thuyền trên bờ họ có nhiều người bản đồ này căn bản không phải là như vậy dùng những người ngồi đó dù không đánh trận nhiều năm nhưng cũng không ngu ngốc hỏa yến nói chúng tim đen chỉ ra điểm mấu chốt khiến họ suy nghĩ hòa côn nương thôi việt chi nói ngươi biết rằng những năm qua bệ hạ cấm đoán việc nuôi quân đội riêng huống chi là tàu chiến trên kênh đào thuyền vốn để vận chuyển hàng hóa nếu không chở người đi xa trong thành tế dương không thể thành lập thủy quân, càng không có súng. Hỏa Yến trong lòng thở dài, nàng biết rõ những điều này. Sau loạn phiên vương, từ khi tiên đế kế vị, đã chú ý giảm bất thế lực phiên vương. Các phiên vương hiện tại, cũng giống như quý tộc không có thực quyền ở Sóc Vinh. Tiêu Đô Đốc, một thủ hạ của Thôi Việt Chi cẩn thận hỏi. Theo ước tính, binh má của người ô thác khoảng bao nhiêu? Tiêu Giác, 10 vạn, chỉ nhiều không ít mọi người hít sâu một hơi sự tranh lệch binh lực này khiến người ta mất hết hy vọng dân chúng trong thành đã được điện hạ sắp xếp rút lui ra khỏi cửa thành một phó binh khô khốc nói chúng ta chỉ cần kéo dài thêm chút thời gian lời nói mang ý nghĩa mọi người đã chuẩn bị hy sinh việc rút lui của dân chúng và tiểu điện hạ cũng là giữ lửa họ chỉ có thể tranh thủ thêm chút thời gian cho dân chúng thành trì bị công phá chỉ là chuyện sớm muộn tiêu giác nhìn qua mọi người, có chút thẳng lưng, định nói chuyện, đột nhiên, một giọng nữ vang lên. Xí khí xa suốt thế này, không phải chuyện tốt, phải biết rằng, chúng ta còn có danh tướng, biết danh tướng là gì không? Mọi người ngần ra. Không thua trận không thể thua, không thể thắng trận có cơ hội thắng, đó là danh tướng. Hỏa yến nhướng mày. Dù có vẻ tất thua, danh tướng vẫn tìm ra lối thoát, chuyển bại thành thắng. Ở đây có danh tướng, dùng lực lượng một người thay đổi cục diện, các người thế này, để người ta làm sao tự xử. Nàng nghĩ thầm, ở đây không chỉ có một danh tướng, mà là một đôi, hai đại danh tướng của đại ngụy đều ở đây, nếu thua, nói ra cũng không làm người được. Mọi người không biết nội tình, chỉ nhìn tiêu giác, thầm nghĩ, thù hạ của tiêu giác thật sự là hết sức tâm bốc hắn, loại ván cờ nát bét thế này mà vẫn tin tưởng tiêu giác có thể truyền bại thành thắng, điều này cần phải sùng bái hắn bao nhiêu. Thôi Việt Chi im lặng một lúc, hỏi tiêu giác. Tiêu đô đốc, chúng ta nên làm thế nào để truyền bại thành thắng? Thế nhân không biết rằng năm đó, trận thủy chiến của tiêu giác là lấy ít thắng nhiều. Đối với người ngoài mà nói, tiêu giác dẫn 10 vạn nam phủ binh quắc thành đại thắng. Nhưng đó là công thành, không phải thủ thành. Lại tế dương cùng quắc thành hoàn cảnh khác biệt. Tế dương là thủy thành, dù là thủy công, cũng khác biệt rất lớn. Tiêu giác tựa lưng vào ghế ngồi, tay trái nhẹ nhàng gõ nắp trà, nhìn Hỏa Yến, ánh mắt đầy tĩnh mịch, nói. Ngươi nói đi. Hỏa Yến nhíu mày. Hắn nói. Ngươi từng giao chiến với người ô thác, hiểu rõ thủ đoạn của họ hơn. Thủ đoạn của người ô thác thô bạo và trực tiếp, điều này liên quan đến tác phong của họ. Nhiều năm ẩn nấp, thỉnh thoảng thăm dò, đã tự đại lại tự ti. Lần này tính toán lâu dài, lại chọn Tế Dương Thành làm trận đầu, chắc chắn sẽ làm nên trận chiến oanh liệt. Hỏa Yến nói. Thủy khắc hỏa, Thủy hỏa bất dung, dùng hỏa công. Trong thư phòng không ai nói gì. Làm ơn, hòa cô nương, giải thích rõ ràng hơn chút. Thôi Việt Chi nói. Thái độ của Thôi Việt Chi đối với hỏa yến ngày càng cung kính, cảm thấy cô nương này khác biệt với những nữ tử khác, cũng khác biệt với các thuộc hạ khác của tiêu giác. Ví dụ như Phi Nô và Xích Ô, dù là thuộc hạ của tiêu giác, nhưng chỉ nghe lệnh tiêu giác, tiêu giác cũng không cho họ phát biểu ý kiến. Còn Hòa Yến, dù luôn cung kính với tiêu giác, nhưng không giống quan hệ thượng hạ cấp. Thôi Việt Chi không thấy rõ yêu hay không yêu, nhưng cảm giác được Hỏa Yến coi mình và tiêu giác ở cùng địa vị. Nếu nàng là nam tử, có lẽ giống huynh đệ bạn tốt hơn là chủ tớ. Người ô thác dùng thuyền lớn, không giống thuyền nhỏ trong quân đội thành Tế Dương. Ô thác quốc không giáp biển, chắc chắn không thảo thủy tính như người thành Tế Dương. Ta cho rằng, khả năng lớn nhất là họ sẽ dùng thuyền lớn đến bên cạnh thành Tế Dương. Từ nơi thôi Trung Kỵ chỉ ra, Nàng chỉ vào chỗ thôi Việt Chi vừa chỉ. Nếu thuyền họ gần nhau, có thể dùng hỏa công, lửa lan ra, thuyền nhỏ của Tế Dương có thể nhanh chóng rời đi, thuyền lớn của Ô Thác không thể. Chúng ta có thể tiêu diệt chủ lực của họ. Dùng hỏa công trên nước, chưa ai thử qua. Mọi người im lặng, nhưng Hỏa Yến nói ra khiến họ sáng tỏ, trong lòng kích động, nghĩ rằng kế này không tệ. Binh lực của Ô Thác nhiều hơn chúng ta, biết rằng Tế Dương nhiều năm thái bình, không phải đối thủ, họ sẽ kiêu ngạo đây là khuyết điểm của họ, là sở trường của chúng ta. Nàng nói chuyện, giọng nhu hòa kiên định, rõ ràng và có trật tự. Mỗi chữ mỗi câu, khiến người nghe thêm lòng tin. Những người tưởng rằng trận chiến này thất bại, nghe nàng nói, lại thấy có lẽ họ có thể tạo nên trận chiến trên sử sách, lấy ít thắng nhiều, khiến thế nhân kính ngưỡng. Thôi Việt chi nghi hoặc nhìn hỏa yến, trong thời gian ngắn nghĩ ra biện pháp ứng phó, dù không hoàn hảo, nhưng mở ra lối thoát, chỉ ra mấu chốt thắng bại, nữ tử tầm thường có thể làm được sao? Không chỉ nữ tử, nam tử trong quân nhiều năm cũng chưa chắc phản ứng nhanh như vậy. Làm tướng cần không chỉ kinh nghiệm, còn cần thiên phú và cái nhìn độc đáo. Nhưng Hỏa Yến mới 17, nữ hai từ 17 tuổi, đã lợi hại như thế. Tiêu giác có thuộc hạ hả lợi hại như vậy, cửu kỳ doanh chẳng phải là ngỏa hồ càng long, thôi Việt Chi trong lòng thấy lạnh. Ta chỉ đưa ra ý tưởng. Hỏa Yến nói. Cụ thể thực hiện thế nào, ta không chắc. Nàng biết mình nói nhiều, truyền lời cho Tiêu Giác. Cái này có thể thực hiện hay không, còn phải xem đô đốc quyết định. Nàng không cần nói những điều này, nhưng nghiêm túc đối đãi mỗi chiến dịch là trách nhiệm của tướng lãnh. Thành tế Dương tốt đẹp, dân chúng nhiệt tình, nàng không muốn nơi này bị hủy trong tay Ô Thác. Ô Thác chiếm tế Dương, sẽ tiến lên phía bắc, gây hại cho cả đại ngụy. Nàng sẽ chiến đấu đến cùng. Mọi người nhìn Tiêu Giác, Tiêu Giác nhìn qua Hỏa Yến, đứng lên đi đến bên nàng. Hỏa Yến cúi đầu, tranh ánh mắt hắn, về vị trí của mình. Hắn nhặt bút than của Thôi Việt Chi, vẽ một vòng tròn mới trước tiêu ký cũ, làm một dấu hoàn toàn mới. Dấu mới trước tiêu ký cũ, tại cửa bờ của thành Tế Dương, có một chỗ chật hẹp. Đây là kênh đào và sông trong thành nối nhau, như miệng hồ lô, nhọn và hẹp. Chỉ thông qua miệng hồ lô này mới đến được kênh đào chính. Hỏa công có thể thực hiện, nhưng cần mai phục tại đây đường này chật hẹp thuyền lớn không vào được thuyền nhỏ có thể mắt thôi việt chi sáng lên ánh mắt tiêu giác cực kỳ độc nơi này thích hợp mai phục binh lực về phần hỏa công thế nào tiêu giáp nói cần xem hướng gió và địa hình trong thành có người chuyên phụ trách nhìn trời và hướng gió một binh sĩ tế dương nói ngày thường dùng để gieo hạt nông trường lại có người hỏi nhưng nếu hướng gió ngược thì sao vậy không thể hỏa công tiêu giáp nói chiến tranh cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Hỏa Yến nghĩ, đúng vậy, thiếu một thứ cũng không được. Tiêu giác không nói hết lời, nếu hướng gió ngược, tự nhiên có biện pháp khác. Nhưng chiến tranh, cần chút may mắn, nếu trời không cho thắng, sử sách đầy ví dụ. Họ muốn làm, là giảm thiểu những yếu tố không xác định. Thảo luận về thủy công kéo dài đến nửa đêm mới tan. Ban đầu mọi người mặt ủ mày trao, về sau tinh thần sáng láng, cũng chỉ vì Hỏa Yến đưa ra một ý tưởng hoang đường lâm song hạc thấy mọi người ra về thần sắc khác biệt ngạc nhiên hỏi chuyện gì xảy ra các ngươi đã làm gì sao họ cao hứng thế hỏa yến ngáp một cái đương nhiên là giải thích rõ ràng cũng không đến nỗi vậy lâm song hạc lẩm bẩm không biết tưởng các ngươi uống hoa tửu hỏa yến nàng nói thời gian muộn rồi ta đi nghỉ trước có chuyện gì mai nói sau lâm song hạc gật đầu tốt Hỏa Yến trở về phòng, ban ngày tại diễn võ trường uốn nắn binh trận, ban đêm thảo luận địa đồ, mệt mỏi buồn ngủ. Nàng rửa mặt xong, thấy tiêu giác vẫn ngồi trước bàn, nâng bút viết gì. Hỏa Yến đến gần xem thử, thấy một bản đồ nhỏ hơn của thôi Việt Chi, so sánh với bức tranh binh phòng ô thác của sở chiêu cho mục hồng cầm. Hắn viết về hỏa công, những điều cần chú ý, như mai phục bao nhiêu, hướng gió ngày đó, cửa thành và thủ vệ trong thành vì quân thành tế dương qua ít cần an bài cẩn thận từng người quả thực giống như bất ăn lo liệu gia dụng tiêu tức phụ hỏa yến nói đồ đốc còn chưa ngủ ngươi ngủ đi tiêu giác không ngừng đầu hỏa yến thở dài nghĩ thiếu niên thiên phú khác học trên lớp ngủ ngon cũng đứng đầu cần nhiều năm duy trì đệ nhất không chỉ thiên phú nhớ năm đó nàng tại phủ việt quân cũng vậy nửa đêm ngắm trăng đều nhìn qua nghĩ đến đây nói đồ đốc ta giúp ngươi. Bên ngoài có tiếng đập cửa, là Liễu Bất Phong. A à, Hòa, có thể ngủ lại. Đã muộn thế này, Liễu Bất Phong còn tìm nàng. Hỏa Yến và Tiêu Giác nhìn nhau, nói: "Không có, sư phụ, chờ một lát." Nàng khoác áo ngoài, mở cửa, Liễu Bất Phong đứng ngoài, y phục mang hơi sương đêm, Hỏa Yến nhìn ngoài cửa, nói: "Vào nói." Liễu Bất Phong vào, thấy Tiêu Giác, cúi đầu chào, coi như lệ kiến ánh mắt hắn dừng lại trên bản đồ tiêu giác đang viết, rồi nói. trần Tế Dương, đồ đốc có kế sách, một chút. Hỏa Yến nói. Phần thắng bao nhiêu? Hỏa Yến. Nhiều nhất năm thành. Tốt nhất cũng chỉ là năm năm. Liễu Bất Phong im lặng, nói. Người ô thác có thể sẽ sớm hành động. Tiêu giác nhìn hắn. Liễu sư phụ cha được gì? Ta truy cha người ô thác, họ đã đi theo hướng, một bộ phận ra ngoài thành, một bộ phận biến mất họ đã nhận ra hành tung của ta việc vương nữ điện hạ sơ tán dân chúng cũng không giấu được liễu bất phong nói ô thác thuyền chưa đến hiện tại tranh thời gian trong thời gian ngắn nhất dân chúng tế dương rút lui càng xa càng tốt nhưng trong thành không thể rời đi giọng liễu bất phong chìm xuống hắn không muốn dân chúng thành cừu non bị giết sư phụ hỏa yến nói ngài biết bói toán đã tính trận này thắng thua chưa khó giải hỏa yến khó giải nhiều năm trước, khi Liễu Bất Phong còn trẻ, đã từng bói toán về tương lai tế Dương Thành. Quẻ tượng cho thấy, mấy chục năm sau, trong thành có đại nạn, xác chết trồng chất. Liên tiếp đại ngụy cũng vậy, vương triều khí số dần tận, hắn còn muốn xem, nhưng bị vân cơ đạo nhân đánh vỡ mai rùa, mắng rằng. Thiên đạo vô thường, thiên cơ không thể nhìn thấy. Không giải quyết được gì. Về sau, qua nhiều chuyện, hắn biết thế sự vô thường, nhân lực nhỏ bé so với thiên đạo. Liễu Bất Phong đã nhiều năm không bói toán, nhưng khi biết Tế Dương Thành có chiến tranh, người ô thác kẻ đến không tiện, không thể không đếm xỉa, bói một quẻ. Quẻ tượng không cho thấy nguyên nhân hay quá khứ, chỉ cho thấy kết cục. Hắn còn nhớ rõ nhiều năm trước bói toán, quẻ tượng lại hoàn toàn khác. Đây vốn là tử cục, sinh cơ đã tuyệt, hắn vẫn thấy hình ảnh không khác năm đó, nhưng trong hình có hai cái bóng mơ hồ. Bóng dáng kim chói, tựa như có vô cùng công đức, hoảng sợ như thiên, như hai đạo kim quang chiếu sáng từ cục. Một từ cục, nhờ đôi bóng mơ hồ, biến thành. Không biết. Hắn không nhìn Bảo thấy kết cục. đã ghé thăm kênh Chúng Holic 53, 53 địch đến. Không nhìn thấy kết cục của quẻ tượng cũng cho thấy rằng không phải toàn bộ đều vô vọng. Về phần người nào có sức mạnh thay đổi kết cục, liễu bất phong cũng không biết là ai. Sư môn có huấn, bói toán chỉ hỏi sự việc, không hỏi người. Vì một câu, nhân định thắng thiên mà không bị thiên đạo nắm giữ. Địa lợi chúng ta có, thành tế dương chỗ miệng hồ lô là lợi thế tự nhiên của chúng ta, thêm vào đó quân tế dương đều lớn lên bên mép nước, rất thạo thủy chiến. Về nhân lực, chúng ta sẽ cố gắng tránh sai lầm. Nhưng khó khăn duy nhất là thiên thời. Hỏa Yến nhìn Liễu Bất Phong nói. Nếu ngày đó có gió Đông Nam, chúng ta sẽ thắng, nếu có gió Tây Bắc, Lão Thiên cũng phải đứng về phía ô thác. Hướng gió quyết định liệu có thể dùng hòa công hay không, mà hỏa công là cơ hội lớn nhất để thắng. Tiêu đô đốc, liễu bất phong nhìn tiêu giác. Dân chúng trong thành dù đã rút lui, nếu người ô thác tấn công trong vài ngày tới, thành không giữ được, dân chúng cũng khó bảo toàn tính mạng, những người rút lui cũng sẽ bị đuổi kịp. Tiêu giác. Vì thế, người ô thác càng chậm tấn công càng tốt, nếu họ tấn công nhanh, thì càng kéo dài thời gian thủ thành càng tốt. Ý ngươi là. Liễu bất phong hiểu ra. Chúng ta chỉ có thể thủ thành, không phải chỉ thủ thành. Hỏa Yến nói: "Nếu muốn tấn công, phải dùng hỏa, nhưng là một trận chiến này không chỉ dựa vào tướng lãnh và binh sĩ, còn cần lão thiên gia chiếu cố và vận khí." "Ta hiểu." Liễu Bất Phong nói: "Ta sẽ tìm cách khác, đồ đốc cũng chuẩn bị sẵn sàng, chậm nhất 3 ngày, người Ô Thác sẽ hành động." Thực ra mọi người đều hiểu, ba ngày là tình huống tốt nhất họ đoán, để tránh dân chúng rút lui quá nhiều, người Ô Thác sẽ tấn công trong thời gian ngắn nhất đây vốn là cuộc tranh giành thời gian giữa hai bên, hỏa yến và đồng đội nghĩ vậy nhưng không ngờ người ô thác còn vội hơn. đêm thứ hai kèn lệnh vang lên ở kênh đào phía bắc hàng ngàn thuyền lớn xuất hiện mang đến binh lính ô thác và trường đao. quân địch đã đến mục hồng cầm ngồi trong biện thính xung quanh là hạ nhân cúi đầu đứng yên không khí một ngạt chỉ có nữ tử kia vẫn bình thản phân phó hạ nhân để binh sĩ cửa vương phủ đi cửa thành điện hạ cửa thành thất thủ ta cũng không sống một mình, cùng bảo vệ vương phủ, không bằng bảo vệ dân chúng. Mục hồng cầm trầm tĩnh nói. Ta là vương nữ của họ, lẽ ra phải như vậy. Nàng kiên quyết, hạ nhân chủ trừ nhưng cuối cùng vẫn làm theo. Mục hồng cầm ngẩng đầu nhìn bức tranh xuân của thành tế dương trên tường, phố hoa nhộn nhịp, đám người vui vẻ như sắp bước ra khỏi tranh. Dù chiến dịch căng thẳng, vương nữ vẫn xinh đẹp, cao ngạo, mạnh mẽ, không chút bối rối như thể ngoài kia chỉ là cơn gió nhẹ. Chỉ cần nghe đàn, xem múa, mọi thứ sẽ hóa giải. Phụ thân, nữ tử trong lòng lầm bẩm nữ nhi đã bảo vệ thành này hơn 20 năm, sẽ tiếp tục bảo vệ. Dân chúng thuần thiện thủy thần sẽ phù hộ, họ sẽ vượt qua khó khăn này. Thành tế dương nhiều năm chưa có chiến sự, khi chiến sự nổ ra, những người già yếu không kịp rời đi đều tỉnh giấc. Hoặc yên tĩnh chờ kết cục trong phòng, hoặc nằm dạp trên đất cầu nguyện Bồ Tát phù hộ. Thôi Việt Chi mặc khải giáp, đeo trường đao bên hông, ra cửa phủ. Thôi phủ không có dấu hiệu bối rối, hạ nhân làm việc thong dong. Các tiểu thiếp không vui cười, đứng yên chờ phân phó. Vệ Di Nương nói, làm việc của mình, lão gia không về, không ai được nói lung tung. Là gia quyến của Thôi Việt Chi, họ có thể rút lui nhưng chọn ở lại cùng tiến cùng lui. Nếu thành phá, các nữ tử không chiếm được chỗ tốt trong tay ô thác. Mỗi người, kể cả tam di nương khóc nhiều nhất, đều chuẩn bị sẵn một sợi lụa trắng. Mạng của họ là của mình, nếu thành phá, không thể rơi vào tay ô thác. Thôi Việt Chi ra phủ, cưỡi ngựa đến doanh địa, vừa tới, hắn thấy tiêu giác, tiêu giác mặc giáp đen, dày cao, khải giáp lạnh lùng, uy nghiêm. Dùng mạo tuấn tú, khí thế sắc nhọn như trường đao bên hông. Tiêu đồ đốc, Thôi Việt Chi nhìn xa, Trời sắp sáng, người Ô Thác đến, thời điểm cấp bách. Quân thành tế Dương đều ở đây, ta sẽ mang người bố trí mai phục ở miệng hồ lô, đồ đốc dẫn những người khác đi thuyền cùng quân tế Dương chống địch. Về hỏa công. Hắn nghiêm trọng. Người xem thiên tượng đêm qua nói hôm nay có thể không có gió, hoặc có gió đông nam vào xế chiều. Nếu gió thổi vào buổi chiều, Ô Thác đã lên bờ. Họ cần kéo dài, đợi gió đông nam, kéo dài thời gian của Ô Thác trên nước tiêu giác dẫn đầu quân tế dương hoàn thành nhiệm vụ khó nhưng nhiệm vụ khó không chỉ ở đó còn ở người phóng hỏa để phóng hỏa trên thuyền ô thác cần thời gian chính xác không thể đốt từng thuyền cần chọn thuyền quan trọng nhất dùng chúng để lửa lan rộng điều này cần cái nhìn toàn cục sức phán đoán phi thường nhìn toàn thành tế dương người có khả năng làm vậy rất hiếm thôi việt chi khó khăn nhưng không có lựa chọn chỉ tay một nhóm người đến dẫn đầu là mộc di ta tìm một binh, nghe theo Mộc Di chỉ huy, tìm thời cơ, đốt thuyền ô thác. Chờ gió đông nam, phóng hỏa. Chúng ta không chắc kiểm soát được tất cả thuyền, nên Mộc Di đốt thêm chút. Đốt càng nhiều, nguy cơ bị phát hiện càng lớn, có thể đốt cả mình. Người phóng hỏa tương đương tiên phong, đã sẵn sàng hy sinh. Dùng họ mở đường cho huynh đệ sau. Mộc Di nói. Mộc Di sẽ làm hết sức. Tình thế bất lợi, ai cũng biết, Mộc Di không còn tự đại, thân sắc trầm trọng. Thôi Trung Kỳ, phóng hỏa để ta đi. Một giọng nói chen vào, màn bị sốc lên, hỏa yến bước ra. Nàng mặc giáp quân tế dương, tóc dài buộc cao, mắt ngọc mày ngài, khác biệt hoàn toàn so với hồng trang trước đó. Đám người cảm thấy nàng càng nổi bật trong giáp, tự nhiên cực. Khải giáp nặng, nàng bước nhẹ nhàng, thong rong, nhìn tiêu giáp nói. Đồ đốc, để ta phóng hỏa. Hòa cô nương. Mộc di muốn khuyên, rất nguy hiểm, ô thác thuyền nhiều, chờ gió đông nam có thể đến xế chiều. Hỏa Yến lắc đầu. Ẩn nấp không bị phát hiện cần thân thủ và thể lực. Cần hiểu gió phối hợp với đô đốc, mục di, người không chiến đấu cùng đô đốc, dù phóng hỏa, khó phối hợp. Ta là thuộc hạ đô đốc, cùng đô đốc ăn ý, để ta dẫn, tốt hơn. Huống hồ. Nàng cười. Trên diễn võ trường, ngươi giao thủ với ta, sao lại không tin ta? Mục di đỏ mặt, im lặng. Hắn bại bởi Hỏa Yến, tài nghệ không bằng người, sao phản bác? Hỏa Yến nói thật nửa, nàng có thể phối hợp với Tiêu Giác tốt hơn, như ở Lương Châu. Nàng và Tiêu Giác hiểu y nhau, đổi lại là Mục Di, chưa chắc hiểu. Hơn nữa, nàng thấy Mục Di ôm quyết tâm chết, muốn đổi mạng lấy thành công. Nhưng tránh hy sinh vô ích là trách nhiệm tướng lĩnh, nàng không dám nói đưa tất cả ra an toàn, nhưng ít nhất không toàn quân bị diệt. Công tư đều hợp lý nàng làm việc này tốt hơn mục di. Thôi Việt Chi do dự, khi thảo luận hòa công, hắn biết hòa yến không đơn giản, tuyệt đối không thể xem thường, hơn mục di. Nhưng hòa yến không quen thuộc, chưa biết kết quả. Hòa yến không phải dưới quyền hắn, dù hắn đồng ý, tiêu giác không đồng ý cũng không được. Bởi vậy nhìn tiêu giác. Hòa cô nương bản lĩnh, ta tin tưởng, từ hòa cô nương làm chuyện này, ta yên tâm, chỉ không biết tiêu đô đốc nghĩ sao. Tiêu giác nhìn hòa yến, Hỏa Yến cũng nhìn lại, ánh mắt nàng trong trèo, khải giáp trên người nàng, khi khái anh hùng, đưa khuôn mặt nàng chiếu sáng. Như thiếu niên rực rỡ trên diễn võ trường Lương Châu, hành động nhanh nhẹn như gió. Gió tự do không nên bị vây hãm, hắn kéo khóe miệng, nhạt nói. Đi thôi. Hỏa Yến nói. Cảm ơn đô đốc. Nàng nghĩ tiêu giác không đồng ý, còn muốn thuyết phục hắn, không ngờ hôm nay dễ dàng vậy. Tiêu giác nhìn ra nàng đi tốt hơn mục di, là chủ tướng, hắn hạ lệnh công bằng. Chú ý an toàn. Tiêu giáp nói. Không phải chết, tình thế không đúng liền rút đi, ta có biện pháp khác. Hỏa Yến. Hiểu rồi. Hỏa Yến dẫn theo Mộc Di và 50 người. Những người này là giỏi nhất trong quân Tế Dương. Tiềm phục, ẩn nấp, phóng hỏa, rút lui, có thể giao chiến với ô thác, thân thủ yếu không thể. Hỏa Yến nhìn họ, nhớ tiên phong doanh năm đó, có mười mấy người mỗi lần xông lên trước nhưng mỗi lần là mười mấy người khác vì họ thường không trở về chính họ tạo ra khả năng thắng cho quân đội sau miệng hồ lô do thôi việt chi giữ tiêu giác dẫn quân chủ lực trên thuyền giao chiến với ô thác trên kênh đào trước khi đi tiêu giác không dặn dò gì cụ thể nghĩa là từ giờ trở đi hành động phóng hỏa do hỏa yến toàn quyền quyết định hòa cô nương mục di nhìn nàng chúng ta nên làm gì thời gian trôi qua trời sắp sáng không còn nhiều thời gian, mục di biết hỏa yến thân thủ xuất sắc nhưng không tin nàng chỉ huy tập kích. hắn nghĩ hỏa yến cùng hắn đột nhập thuyền ô thác phóng hỏa. chúng ta đi chuẩn bị dầu mỡ. mục di nhắc giấu dầu bên bờ vận chuyển lên thuyền ô thác thế nào? không cần. hỏa yến nói chuẩn bị 10 thuyền nhỏ. 10 thuyền nhỏ. mục di nhíu mày thuyền đá cho tiêu đô đốc không nhiều muốn thuyền làm gì? hỏa yến nói Đốt thuyền ô thác khó hơn đốt thuyền mình, không bằng đốt thuyền mình. Mục Di dập mình, phía sau hắn hơn 10 người không hiểu, hỏi: "Có thể nói rõ hơn, ta cần 10 thuyền nhỏ, đặt dầu mỡ lên thuyền, chất đầy cỏ khô, làm giả thuyền chiến. Khi hai phe giao chiến, ô thác tưởng đây là thuyền chất đầy dầu mỡ, như thuyền quân Tế Dương, chúng ta sẽ giả vờ giao chiến tới gần thuyền lớn của ô thác. Lúc đó, đốt thuyền mình là được, dùng cách này, phần thắng lớn nhất." Các người có thể nhảy xuống sông, bảo 154, toàn bản thân." Không nàng nói, "Có 50 người này, ngay từ đầu khi nhận nhiệm vụ từ Thôi Việt Chi, họ đã không nghĩ rằng sẽ sống sót trở về." Nghe Hỏa Yến nói, tất cả đều bất ngờ đứng yên tại chỗ. Một lúc sau, có người hỏi, "Thế này, liệu có được không? Ta sẽ ở phía trước để thu hút sự chú ý của người Ô Thác." Hỏa Yến nói, "Nhưng thuyền của các ngươi cũng cần phải sắp xếp theo chỉ đạo của ta." Trên nước bầy trận Nàng thật ra chưa từng làm qua, nhưng giờ không lo được nhiều. Nhìn về phía xa, một vệt sáng xuất hiện cuối chân trời, trời sắp sáng rồi. Hôm nay liệu có gió không? Ông trời có đứng về phía họ không? Dù sao đi nữa, chiến đấu chính là số mệnh của họ. "Nâng đao lên và theo ta." nàng nói. Trời cuối cùng cũng sáng, những tia tối cuối cùng tan biến. Từ kênh đảo phía trước, mặt trời đỏ dần nhô lên, cùng với mây mù ánh vàng phản chiếu lên toàn bộ mặt sông, khiến thành tế dương ngập tràn trong ánh sáng rực rỡ. Binh sĩ trên thành thổi kèn lệnh, bên cạnh đê, quân tế dương chuẩn bị xuất phát, đội thuyền cập bờ như dày đặc sắt đen. Nhìn từ xa, một chút bóng đen dần dần xuất hiện, chậm rãi, bóng đen ngày càng lớn, ban đầu chỉ là một đường mảnh, sau đó ngày càng rộng, ngày càng dài, bao phủ toàn bộ kênh đào. Mọi người mới thấy rõ đó là thuyền của người ô thác thuyền của người ô thác rất cao và lớn, đầu thuyền có binh sĩ ô thác mặc giáp da, đội mũ tròn đen bằng da dê, trên mũ có hai giải băng đỏ. Họ cao lớn và mạnh mẽ, còn chưa tới gần đã phát ra tiếng cười ha ha, đe dọa quân tế dương. Đô đốc, một phó binh phía sau run rẩy nói. Bọn họ có, ít nhất là 150.000. Tiêu giáp nói. 2.000 chống lại 150.000, đây không phải là chiến thắng với số ít, mà là cách biệt lớn đáng sợ làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Theo ta lên thuyền, Tiêu Giác bước lên thuyền nhỏ. So với thuyền của người Ô Thác, thuyền quân tế Dương thật sự quá nhỏ bé. Người Ô Thác đi từ kênh đảo phía bắc, đường xa, đội thuyền của họ to lớn và mạnh mẽ, không biết làm bằng loại gỗ gì, có lẽ rất quý giá. Nhiều năm qua, Đại Ngụy bận rộn bình định Tây Khương và Nam Man, để người Ô Thác có cơ hội phát triển, quốc khố của họ không thể xem thường, có thể không kém so với Đại Ngụy quân tế dương theo tiêu giác lên thuyền, đội thuyền tiến về phía quân đội ô thác. Lần này, người dẫn đầu quân ô thác là đại tướng Mã Giác. Mã Giác không cao lớn, thậm chí thấp bé so với thân binh, nhưng tiếng tăm lừng lẫy trong nước ô thác vì khả năng đánh lén xuất sắc của hắn. Lần này quốc chủ giao cho hắn 150.000 đại quân để khai hỏa trận chiến đầu tiên với đại ngụy. Đối với Tế Dương, Mã Giác quyết tâm chiếm lĩnh. Thám tử trong thành Tế Dương đã nghe ngóng rõ ràng tình hình thành, một phiên vương không có nhiều binh mã, thành trì này dễ như chờ bàn tay. Duy nhất khó là nữ vương mục hồng cẩm nhưng nàng cũng chỉ là một nữ nhân. Tuy nhiên, gần đây trong thành Tế Dương có một người mặc bạch ly kiếm khách đang đuổi giết mật thám ô thác. Không biết liệu có phải thông tin bị lộ, người dân trong thành đã bắt đầu rút lui. Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, họ quyết định sớm động thủ. Lần này mang quân có phải thôi việc chi? Mã giác nói. Nghe nói khi còn trẻ cũng là một tướng mạnh nhưng giờ đã già không biết còn chiến đấu được không thân tín bên cạnh cười không bằng quân đao của ta mã giác vỗ thanh trường đao bên hông nếu hắn chết dưới đao ta cũng coi như vinh dự tiếng cười vang vọng trên mặt sông xa xa rơi vào quân tế dương tiêu giác đứng đầu thuyền nhìn xa xăm thấy ngày càng nhiều tàu chiến ô thác một lát sau môi hắn nhếch lên ngu xuẩn gì cơ phó binh không hiểu tất cả tàu chiến ô thác nối đuôi nhau, xem ra họ sợ chết không đủ nhanh. Tiêu giác đứng dậy, buộc chặt xích ô trong tay áo choàng, cười nói. Cố gắng ở lại trên nước lâu nhất, có người muốn chết, sao lại ngăn cản. Cùng lúc đó, Hỏa Yến cũng leo lên thuyền nhỏ tràn đầy dầu mỡ. Đội thuyền được che đậy kỹ càng bằng vài bố giày, nhìn qua giống như thuyền chiến phổ thông của quân Tế Dương, trên thuyền cắm cờ quân. 50 người chia thành 10 tổ, mỗi tổ 5 người. Hỏa Yến và Mộc Di ở cùng một thuyền. Nàng nói với những người khác. Các người đi theo ta từ xa, không được tới gần. Nàng móc ra một tờ giấy từ ngực, nhặt bút than vẽ một bức tranh. Nhìn đây. Trên bức tranh có mấy chiếc thuyền, thuyền ở giữa được Hỏa Yến khoanh tròn. Thuyền này ta dùng để thu hút sự chú ý của người ô thác, các người còn lại theo bố trí của ta. Khi nghe tín hiệu của ta, các người phải đốt thuyền và nhảy xuống cầu. Ngươi làm được không, hòa cô nương? Một người lo lắng. Không bằng để chúng ta làm. Làm mùi nhử cho người ô thác rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ mất mạng. Dù không ai muốn chết, nhưng họ không thể để một cô nương sông pha nguy hiểm. Không cần lo lắng, ta tự có sắp xếp. Hỏa Yến nắm chặt roi bên hông, dẫn đầu bước lên thuyền. Đồ đốc đã lên thuyền, chúng ta cũng lên đường. Đội thuyền gặp nhau trước cổng thành. Quân tế dương trước vô số tàu chiến ô thác trông nhỏ bé như kiến nhưng đứng đầu thuyền là một thanh niên mặc giáp đen, dáng người thẳng như kiếm, vẻ ngoài thanh tú, cầm trường kiếm với khí thế lạnh lẽo. Ánh bình minh dọi lên người hắn, sáng rực không thể nhìn gần. Đó là một nam tử lạ, mã rắc hơi sướng sờ, hỏi người bên cạnh. Đây không phải Thôi Việt Chi, người này là ai? Thôi Việt Chi là người mập, không phải Mỹ nam tử này. Nếu Thôi Việt Chi không ở đây, người này từ đâu xuất hiện? Là tân binh trong thành tế dương. Nhưng Mật Thám Ô Thác chưa từng nhắc đến người này, nếu không phải người xuất sắc, sao Mục Hồng cầm lại giao quân cho hắn? Chưa từng thấy người này. Thủ Hạ bên cạnh Trần chưa nói. Có lẽ thôi Việt Chi không được, Tế Dương không có người, Mục Hồng cầm tùy ý tìm ai đó thay thế. Người này trẻ như vậy, chắc không phải là tướng quân giỏi. Mã Giác không nói gì, hắn cảm nhận được đối phương không tầm thường, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn rút trường đao, hướng phía trước, quát các dũng sĩ, theo ta lên. Tiếng chém giết vang trời. Người ô thác biết, một khi lên bờ, không gì có thể ngăn cản họ. Thành tế dương yếu như giấy, hai vạn người không đủ để ngăn họ. Để bảo vệ dân thường, quân tế dương chỉ có thể chiến đấu trên nước. Trên nước chiến đấu không có gì, thuyền họ lớn và kiên cố, trên thuyền giết người chỉ là lắc lư chút ít. Thuyền lớn và thuyền nhỏ gặp nhau, như ca lớn gặp cá nhỏ, tàn khốc mà kịch liệt thuyền lớn gần như muốn đâm nát thuyền nhỏ, nhưng thuyền nhỏ linh hoạt tránh đi. Hai quân giao thủ trên thuyền. Bắt giặc trước bắt vua, mục tiêu của mã giác là nam tử trẻ mặc giáp đen, cầm bảo kiếm. Khi hai thuyền tới gần, hắn đứng đầu thuyền, nhìn người đối diện. Đô đốc. Bên cạnh có người hô. Mã giác nheo mắt. Đô đốc, ngươi là ai? Tiêu hoài cẩn. Mã giác ngạc nhiên, hắn biết danh hiệu này, không ngờ tiêu hoài cần lại xuất hiện ở đây. Tiêu Hoài cần dụng binh từ chưa thất bại, hắn dũng mãnh hung hãn, chỉ cần nghe danh đã đủ chấn nhiếp người ô thác. Ngươi là đại ngụy phong vân tướng quân. Hắn hỏi. Tiêu Giác yên lặng nhìn hắn, lạnh nhạt nói. Chính là ta. Mã Giác rốt đao, thần sắc thay đổi. Dù không biết có phải thật hay không, nhưng từ miệng người trước mặt, Mã Giác tin đến chín phần. Người này vốn đã khi thế bất phàm, nếu không có nhân vật như vậy, Mục Hồng cầm sao dám giao quân tế dương cho hắn ô thác thám tử cũng không nhắc đến việc này mã giác tức giận nhưng cũng cảm thấy kích động tiêu hoài cần chỉ có hai vạn người đối đầu với một trăm năm mươi người sao có thể thắng dũng tướng thì sao chỉ bằng lính tôm tướng cua nếu hắn đánh bại tiêu hoài cần hắn sẽ là người đánh bại đại ngụy phong vân tướng quân danh tiếng vang dội trong lúc này mã giác nhiệt huyết sôi trào quát các dũng sĩ giết sạch bọn chúng chiếm thành trì cướp tài phú, hưởng dụng nữ nhân. Giết, 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 giết. Tiếng la giết vang vọng, truyền khắp kênh đào trên sông. Người ô thác xào trá hung tàn, bị mã rắc kích động, dương đao vọt tới. Tiếng la giết truyền đến tai hỏa yến, nàng nhìn ra xa, trên sông, hai quân giao chiến kịch liệt. Mục di hỏi. Tiêu đô đốc đã động thủ, chúng ta nên đến gần họ chứ? Hỏa yến lắc đầu, nhìn lên bầu trời. Giờ bầu trời sáng sủa, không có mây, không có gió. Nàng cảm thấy lo lắng, người trên trời nói, hôm nay có thể không có gió, hoặc có gió, nhưng không phải lúc này. Trời như vậy, liệu có gió không? Ông trời có đứng về phía tế dương không? Nàng nhìn về phía tàu chiến ô thác, tàu lớn và nặng, trên kênh đào nổi bật. Nhìn một chút, nàng bỗng cười. Mục di hỏi. Hòa cô nương, ngươi cười gì vậy? Ta cười người ô thác ngu ngốc không biết. Nàng nói ngươi xem những thuyền đầu đuôi nối liền. Người ô thác không quen vùng sông nước, nên tất cả thuyền lớn đều nối liền bằng xích sắt. Họ nghĩ rằng như vậy sẽ tiết kiệm sức lực, tránh thuyền bị tụt lại. Nhưng trong tình huống này, thực sự vô dụng, nhất là hôm nay, họ còn muốn dùng hỏa công. Mộc di sáng mắt. Chỉ cần đốt một thuyền là đủ. Nhưng nhanh chóng lo lắng. Thuyền lớn nối liền, thuyền nhỏ vào như dê vào miệng cọp, chưa kịp đốt thuyền đã bị bao vây. Không sao, hỏa yến chào mọi người lên thuyền các người theo bản vẽ của ta mà bố trí ta sẽ dẫn một thuyền dẫn dụ họ dẫn dụ mục di hỏi như thế nào người ô thác không đuổi theo một thuyền họ tập trung vào tiêu giác và quân tế dương ta tự có cách hỏa yến nói vừa dứt lời một giọng nam vang lên a à, hòa hỏa yến quay đầu thấy sở chiêu ngạc nhiên ngươi để thúy kiều đi vương phủ lấy y phục cho điện hạ bên ngoài không an toàn Ta gọi Thúy Kiều về thôi phủ, đưa y phục cho ngươi. Sở chiêu mỉm cười nói. May mà kịp, sở huynh sao còn ở trong thành Tế Dương? Hòa Yến hỏi. Nơi này không an toàn, ngươi nên đi theo dân thường rời đi. Người này không biết võ công, nếu người ô thác vào thành, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Điện Hà còn ở vương phủ, ta không thể bỏ lại đồng bào. Tế Dương cũng là đất của đại ngụy, A Hòa còn có thể bảo vệ dân chúng, ta dù không bằng A Hòa, cũng không thể bỏ đi nhưng ngươi không biết võ công hỏa yến nghĩ thôi ngươi chờ một chút nàng nhảy xuống thuyền vào trại quân dây lát sau nhảy ra cầm một bộ y phục đưa cho sở chiêu đây là y phục ta mua ở tú la phường nghe nói đau thương bất nhập thủy hỏa không vào không biết có thật hay không nhưng ngươi cứ mặc có chuyện gì cũng chống đỡ được hỏa yến thở dài nàng định mặc y phục này dưới giáp nghĩ có còn hơn không giờ gặp sở chiêu yếu ớt cảm thấy nên đưa cho hắn dù không biết hắn là bạn hay thù, nhưng gọi Thúy Kiều về trước thôi phủ cũng là nghĩa khí. Sở Chiêu mẩn người, đang muốn nói thì Hỏa Yến đã quay người, theo mọi người lên thuyền. Bóng dáng nàng tiêu sái, nhanh chóng bị che khuất. Thuyền dần dần rời bến, hướng về phía tiếng la giết dữ dội nhất, nơi đó, đao kiếm sáng lòa, chiến hỏa tung hoành. Thuyền nhỏ như con bướm trong bão lửa, lung lay nhưng không lùi bước. Sở Chiêu cúi đầu nhìn y phục trong tay, nó còn mang hơi ấm của nữ tử đúng là không câu nệ tiểu tiết hắn chậm rãi nâng y phục lên váy thật dài là y phục nữ nhân hắn ngạc nhiên rồi cười dân chúng trong thành đều trốn trong phòng đóng chặt cửa sổ trẻ nhỏ được người già ôm vào lòng gắt gao nhìn cửa phòng phảng phất hy vọng thời gian trôi qua trên đường không một bóng người tế dương ngày thường náo nhiệt hôm nay yên tĩnh như thành chết trong vương phủ mục hồng cầm mồi trong điện nhìn ra ngoài cửa. Cửa sổ mở rộng, cành liễu như ngày xưa, tinh không vạn lý, hôm nay không gió. Nàng cúi đầu, ngón tay bóp chặt vào ghế mềm. Hôm nay không gió. Một bên miệng hồ, binh sĩ ẩn núp trong bóng tối, lặng lẽ. Cung thủ phục kích, chờ người ô thác lên bờ sẽ phát động tấn công. Thôi Việt Chi đứng sau cây, luôn mang nụ cười, hôm nay nặng nề. 150.000 người ô thác, không cần đánh, chỉ cần vào thành, người già trẻ nhỏ trong thành không đường sống. Nếu họ đuổi nhanh hơn chút, dân chạy nạn cũng gặp tai nạn. Hắn mang quân tế dương ở đây để ngăn người ô thác lên bờ, trở thành phòng tuyến cuối cùng. Nhưng nếu tiêu giác không tiêu diệt được quân chủ lực ô thác, đại quân ô thác đến đây, bằng số binh sĩ này không thể ngăn chặn họ. Chỉ như Hỏa Yến nói đêm trước, dùng hỏa công tiêu diệt ô thác, còn lại cá lọt lưới họ mới ngăn được. Nhưng hỏa công thực sự có thể dùng sao? một binh sĩ tế dương nằm trong bụi cỏ, vác cung tiễn trên lưng. Cỏ dại che mặt hắn, đâm ngứa nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, không động đậy chút nào. Không chỉ người, trước mặt hắn cỏ dại, hoa nhỏ bên đường, mặt nước yên bình, đều không nhúc nhích. Hôm nay không gió. Thôi Việt Chi cảm thấy lo lắng, hôm nay không gió, thiên thời không tốt, chỉ bằng hai vạn binh sĩ của tiêu giác, không dùng hỏa công, khó chống lại người ô thác phục kích này có thể trở thành con mồi của ô thác. Sao có thể không gió? Vị võ sư của tiêu giác, bạch y kiếm khách, rất chắc chắn nói. Không cần lo lắng, hôm nay nhất định có gió. Người trên trời nói, hôm nay có gió hoặc không gió, không chắc chắn, nhưng liễu bất phong nói. An bài phục kích, hôm nay nhất định có gió. Nghe nói vân lâm cư sĩ liễu bất phong biết lên đồng hỏi quẻ, mọi người tin tưởng không nghi ngờ, hoặc tự an ủi mình hy vọng hắn nói thật nhưng giờ không thấy gió đâu đúng rồi liễu bất phong đâu thôi việt chi nhớ ra từ sáng sớm rời thôi phủ đến doanh trại không thấy liễu bất phong mặt nước có chút gợn sóng không phải gió thổi mà cá bơi dưới nước bên cạnh đê xuân thảo xanh mượt hoa đào đỏ trong rừng sâu có người ngồi trên đất trước mặt bầy cổ cầm nam tử này mặc áo trắng sạch sẽ không bụi vẻ ngoài phiêu giật bên hông đeo kiếm như hiệp khách giang hồ liễu bất phong nhìn lên trời ánh nắng chiếu qua rừng cây tạo thành bóng dâm màu vàng không nóng bức ấm áp vừa vặn ngày xuân sinh động mỗi lá xanh đều mang xuân ý rơi vào vùng sông nước ôn nhu nơi xa tiếng chém giết và nơi này yên tĩnh phân biệt rõ ràng gió chưa đến nhưng liễu bất phong biết sớm hay muộn gió nhất định sẽ tới nhiều năm trước đã tuyệt vọng nhiều năm sau lại thấy hy vọng Ban đầu hắn không biết đôi bóng dáng đó là ai, nhưng hôm nay nhìn, khả năng cao là đồ đệ hòa yến và hữu quân đô đốc tiêu hoài cần. Hai người này đã là tướng lĩnh, chinh chiến nhiều năm, trong vô hình đã cứu không ít mạng người, đó là công đức. Người mang công đức, ông trời sẽ không quá khắc nghiệt, đi đến đâu cũng được phù hộ. Có lẽ vì họ mang chính khí và quang minh, tế dương thành có thêm chút sinh cơ. Hai người này có thể đem sinh cơ cho trận chiến tử vong mặc dù không thấy kết cục, nhưng có chút hy vọng, nghĩa là đường không tuyệt. Nên gió nhất định sẽ tới, dù có thể không sớm, nhưng gió sẽ tới. Hắn muốn nắm chắc sinh cơ đó, giúp hai người này thắng trận. Nơi xa tiếng chém giết rõ ràng hơn, không phải ảo giác. Liệu bất phong nhìn về phía trước, mấy con thuyền lớn hướng về phía này. Người ô thác không ngu, không bị tiêu giác ràng buộc, chủ lực giao thủ với tiêu giác, một đội khác lén lút lên bờ, chỉ cần lên bờ, đã khống chế toàn bộ tế dương, thủy chiến chi thắng chỉ là sớm muộn. Thôi Việt Chi và binh sĩ ở miệng hồ lô, cách đây một đoạn. Họ tưởng là phòng tuyến đầu tiên, nhưng không phải, liễu bất phong mới là phòng tuyến đầu tiên. Kỳ môn độn giáp chi thuật, năm đó vân cơ đạo trường bày tên học trò, hắn là người giỏi nhất. Nhiều năm qua, hắn ít dùng thuật này, vì hao tâm tổn sức, tổn thương thân thể. Giờ hắn không còn trẻ, tuy áo trắng phiêu giật, nhưng tóc đã bạc, nhưng hắn sẽ giữ vững ở đây, bảo vệ thành trì. Liễu bất phong chủ yêu cách sơn hả? hải. Cỏ xanh dập bóng, thường có những bông hoa kỳ lạ, ong bướm rộn ràng vui đùa bên trong. Âm thanh du dương của dây đàn vang vọng, từ từ lan tỏa khắp mặt nước. Giữa cảnh đao kiếm loạn lạc, một người ngồi đánh đàn thực sự thu hút sự chú ý của người khác. Bạch ly kiếm khách ngồi yên lặng, đôi tay rõ ràng khẽ động vào dây đàn, tiếng đàn chảy tràn, vẫn là bài. Thiều quang mạn thật ra anh biết nhiều khúc nhạc nhưng những năm qua anh chỉ đánh duy nhất khúc này xung quanh anh đã bày bố trận pháp tiếng đàn cũng có năng lực mê hoặc tâm trí chờ người ô thác đến đây họ sẽ bị mê hoặc bởi trận pháp khó mà tìm được cửa vào anh có thể giúp tôi việc chi kéo dài thêm chút thời gian chờ đợi cơn gió đông đến trễ của trời cao thuyền của người ô thác đang từ từ tiến gần có người từ thuyền bước xuống khí thế hùng hổ liễu bất phong ngồi yên tĩnh giống như ngày nào trên núi Tê Vân, bình tâm tĩnh khí, không chút hoang mang. Đạo trưởng Vân Cơ ngoài miệng không khen, nhưng luôn tha thứ cho anh. Mọi người luôn nói, trong số bảy huynh đệ sư môn, anh là người ưu tú nhất, các sư huynh luôn đùa, rằng một ngày nào đó anh sẽ làm dạng danh sư môn. Nhưng anh đã sớm bị trục xuất khỏi sư môn. Dưới tay tiếng đàn dừng lại, dường như bị ngoại vật làm phiền, đánh sai một tiết tấu, liễu bất vong có chút thất thần. Năm đó, dưới núi Tê Vân, anh gặp Mục Hồng Cẩm, sau này mới biết Mục Hồng Cẩm là con gái yêu của Mông Tắc Phương ở thành Tế Dương. Mục Hồng Cẩm không muốn gả cho con trai của một trọng thần trong triều, năn nỉ Liễu Bất Phong mang nàng đi. Liễu Bất Phong do dự hồi lâu, quyết định để nàng chờ tại tiểu điếm, còn mình về trước cùng tiểu sư muội để báo cáo việc này với đạo trưởng Vân Cơ. Nhưng lên núi một lần, liền không thể xuống nữa. Khi anh xuống núi, đã là một năm sau. Mục hồng cầm luôn nghĩ rằng anh lừa dối nàng, cố ý tiết lộ hành tung của nàng cho mông tắc vương, chính anh đã đưa mục hồng cầm trở lại phủ mông tắc vương. Nhưng thực tế không phải như vậy. Năm đó, Liễu Bất Phong thật sự vội vã lên núi. Sau khi lên núi, anh báo cáo với đạo trưởng Vân Cơ rằng có một cô nương trốn hôn bị gia đình bức ép, hiện đang nghỉ ở bên ngoài, hy vọng đạo trưởng có thể nghĩ cách giúp đỡ để anh đưa mục hồng cầm lên núi. Liễu Bất Phong từ trước đến nay thuần hậu. Trời sinh tính thiện lương, lần đầu tiên nói dối đạo trưởng Vân Cơ. Chỉ nói Mục Hồng Cẩm là con gái của một gia đình bình thường, không nói rõ thân phận là con gái của Mông Tắc Vương. Anh lo lắng nếu đạo trưởng biết sự thật sẽ không ra tay giúp đỡ. Nhưng đạo trưởng Vân Cơ hiểu rõ hơn anh. Ngươi nói là Mục Hồng Cẩm của phủ Mông Tắc Vương. Liễu Bất Phong ngẩn người. Sư phụ, ngươi thật hồ đồ. Đạo trưởng Vân Cơ nhìn anh, trầm mặt trách mắng. Ngươi có biết nàng là ai không? Nàng là con gái duy nhất của Mông Tắc Vương, tương lai phải thừa kế vị trí của Mông Tắc Vương. Mông Tắc Vương muốn nàng kết hôn, chính vì nàng sẽ trở thành nữ vương của Mông Tắc. Ngươi nghĩ rằng đưa nàng lên núi Tê Vân sẽ không gây ra tai họa cho thành tế Dương và Tê Vân Sơn sao? Ngươi không để ý đến tính mạng của dân chúng thành tế Dương, nhưng chẳng lẽ không lo lắng cho an nguy của các sư huynh đệ của ngươi? Sư phụ, không phải như vậy. Liễu Bất Phong giải thích Đạo trưởng Vân Cơ thở dài, ngươi nghĩ rằng Mông Tắc Vương không biết ngươi giấu con gái của ông ấy ở đây, sẽ tha cho Tê Vân Sơn sao? Ông ấy sẽ không biết, Bất vong, ngươi quá ngây thơ rồi." Đạo trưởng Vân Cơ phất tay áo nói, "Từ bỏ đi, ta sẽ không ra tay." Liễu Bất vong quỳ trên mặt đất, suy nghĩ hồi lâu, rồi đứng dậy, cúi chào Đạo trưởng Vân Cơ. "Đệ tử đã hiểu, ngươi định làm gì, đệ tử sẽ tự nghĩ cách." Liễu Bất Phong nghĩ rằng mặc dù mình không giỏi bằng đạo trưởng Vân Cơ, nhưng trời không tuyệt đường người, nhất định có cách khác. Việc cấp bách là phải xuống núi, gặp Mục Hồng Cầm để định thời gian kế tiếp. "Ngươi còn muốn tìm cô nương đó?" Liễu Bất Phong nói, "Phải, đệ tử đã hứa với nàng." "Đạo trưởng Vân Cơ, ngươi không thể xuống núi." "Cái gì? Ta không thể nhìn ngươi phá hủy Tây Vân Sơn trong một chốc lát." Đạo trưởng Vân Cơ nói, "Ngươi nhất định phải ở lại trên núi." sư phụ, nàng đang chờ ta. Đạo trưởng vân cơ trên mặt lạnh lùng vô tình. Liễu bất phong chậm rãi rút kiếm, không phải muốn đánh lại sư phụ, nhưng quá gấp gáp. Kiếm pháp của anh sao có thể so với đạo trưởng vân cơ, cuối cùng vẫn thua. Đạo trưởng vân cơ nhốt anh trong một thủy động trên núi, xung quanh thác nước chảy, phong cảnh đẹp. Nhưng trận pháp được bày bố xung quanh, anh không thể rời đi nửa bước. Liễu bất phong dù có tài, cũng không thể so với đạo trưởng vân cơ. Anh tuyệt vọng cầu xin. Sư phụ, ta chỉ cần xuống núi nói với nàng một câu, nàng đang chờ ta. Sư phụ, nếu ngươi giải được trận pháp của ta, ngươi có thể xuống núi. Đạo trưởng Vân Cơ quay lưng rời đi. Liễu Bất Phong trong trận pháp, ngày đêm giải trận, cuối cùng tổn thương tinh lực. Ngọc Thư đến thăm anh, mang thuốc, nhìn Liễu Bất Phong đầy thương tích, cực kỳ đau lòng. Sư huynh, sao lại phải chịu khổ thế này? Ngươi có thể cầu xin sư phụ thả ta ra không? Liễu bất phong yếu ớt nói Ta muốn xuống núi Ngọc Thư lùi lại một bước, khóc nước nở Dù xuống núi cũng không ích gì, nàng đã thành thân rồi Mục Hồng cầm đá thành thân Liệu bất vong mắt trường lớn Trong núi, trong trận pháp, anh không biết thời gian bên ngoài thay đổi Chỉ đếm ngày đêm bằng cách khác trên vách đá, đã qua hơn 200 ngày đêm Cô gái mặc váy đỏ, luôn cười nhẹ nhàng kề cận, đã thành thân Nàng là mang tâm tình gì bị ép lên kiệu hoa tuyệt vọng. Liễu bất phong đau đớn trong lòng. Nàng không chờ ngươi, nàng đã quên các ngươi ước định. Ngọc Thư đứng trước mặt anh, dương dương nói. Ngươi cũng quên nàng đi. Quên nàng, làm sao có thể, thần ở trong tình yêu, không biết lúc tình nồng, xa rồi mới biết yêu sâu đậm. Anh đã quen bị ỉ lại, bị dây dưa, bị lừa thời gian, dù tức giận nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng, làm sao có thể nói quên là quên nàng bị tìm thấy khi nào, thành thân khi nào? Anh chậm rãi hỏi. Ngọc Thư trả lời. Sau khi ngươi đi không lâu, nàng bị quan binh tìm thấy. Không lâu sau đó, thành thân. Sư huynh, ngươi không thể tiếp tục như vậy nữa. Ngươi cần sống cuộc sống tốt nhất trên núi Tê Vân. Đừng dính vào chuyện đó nữa. Liễu bất phong không nói gì. Sư huynh. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt thiếu niên, từ trước đến nay trong trèo, bây giờ mang một chút quạnh quẽ, lạnh lẽo ngọc thư bị ánh mắt của anh làm cho sợ ngươi đi đi liễu bất phong nói đừng đến nữa anh ngày một tồi tệ hơn cố gắng giải trận nghiên cứu anh không biết liệu thân thể mình có thể chịu đựng được hay không nhưng trong lòng chỉ có một suy nghĩ anh phải xuống núi liễu bất phong nhờ khổ luyện kỳ môn độn giáp đột nhiên tăng mạnh và nhận thấy trận pháp của đạo trưởng vân cơ đang dần yếu đi một ngày xuân đến anh phá trận mà ra mưa xuân làm ướt cỏ xanh Thiếu niên áo trắng, bị nước bùn bắn lên, anh vẫn không để ý, từng bước kiên định. Các sư huynh muội vây quanh giường đạo trưởng Vân Cơ, trận pháp yếu dần, không phải ảo giác, đạo trưởng Vân Cơ đại nạn sắp tới. Liễu Bất Phong ngạc nhiên. Anh bổ nhào trước giường đạo trưởng Vân Cơ, quỳ xuống, đạo trưởng nhìn anh, hỏi: "Phá trận?" Liễu Bất Phong nhẹ gật đầu. Sư phụ đưa tay, đặt lên mạch của anh, thở dài. "Ngươi còn muốn xuống núi?" Hắn hỏi. Liễu bất phong quỳ thẳng. Đúng. Trầm mặc lâu. Ngươi đi đi. Đại sư phụ nuôi dưỡng anh lớn lên từng chữ nói. Từ nay về sau, ngươi không còn là người trong sư môn của ta. Đừng trở lại Tê Vân Sơn. Sư phụ. Các sư huynh đệ giật mình, nhao nhao xin tha cho anh. Đạo trưởng Vân Cơ không nói gì, nhắm mắt lại, rồi đột ngột mất. Trong một đêm, anh mất đi đại sư phụ, cũng mất đi tư cách ở lại Tê Vân Sơn cùng các sư huynh an tám đạo trưởng Vân Cơ, liễu bất phong một mình xuống núi. Lần từ biệt này, biết là mãi mãi khó gặp lại. Vết thương của anh âm ỉ đau, ép buộc phá trận làm tổn thương căn bản. Trời mưa rất lớn, anh không cầm dù, lảo đảo dẫm lên vũng bùn đường núi, một đường không ngừng, cuối cùng vào thành Tế Dương. Trong thành vẫn như trước, xuân náo nhiệt ấm áp, không khác gì. Liễu bất vong đi tới phủ mông tắc vương, anh giấu dưới mái hiên đối diện, đội mũ rộng vành muốn nhìn thấy mục hồng cầm dù không biết nếu gặp nàng sẽ nói gì nhưng thất ước là anh đến muộn hơn một năm cũng là anh bảo nàng chờ là anh không tới cũng là anh nhưng nếu nàng muốn rời khỏi như năm đó muốn anh mang nàng đi liệu bất phong nghĩ rằng có lẽ anh vẫn sẽ không có cách sẽ theo ý nàng sau đó anh thấy mục hồng cầm khác với thiếu nữ kiêu kỳ năm nào nàng trở nên mỹ diễm động nhân hơn mặc y phục lộng lẫy từ xe ngựa bước xuống, nghiêng đầu nói chuyện với nam tử bên cạnh. Nam tử bên cạnh ôm eo nàng, bụng dưới của nàng hơi nhô lên. Mục hồng cầm mang thai. Người chồng nàng, không lớn tuổi, ánh mắt nhìn nàng rất nhu hòa. Nàng nhìn lại cũng dịu dàng, ngoan ngoãn, khác hoàn toàn với cô gái kiêu ngạo năm nào. Mưa làm ướt dày và áo của anh, nhưng không thấm lòng anh chật vật. Họ hòa hợp như thần tiên, còn anh đứng ở đây, khôi hài nhưng anh dựa vào cái gì muốn mục hồng cầm mãi chờ đợi. Cô gái sáng sủa như hoa đào dưới núi Tê Vân, sống động, tốt đẹp, luôn bị người khác phát hiện. Giống như anh yêu nàng, chồng nàng cũng vậy. Mục hồng cầm đã có cuộc sống yên tĩnh, anh không cần quấy dày. Ánh mắt của anh quá nóng bỏng mà thống khổ, mục hồng cầm tựa như có cảm giác, quay đầu nhìn lại, liễu bất phong nghiêng người, trốn dưới mái hiên bóng tối. Sao vậy? Nam tử bên cạnh nắm tay nàng hỏi. Không có gì. Mục hồng cầm lắc đầu. Chắc là ảo giác của ta. Mưa lạnh buốt, trốn dưới mái hiên, tại sao lại ướt đẫm má anh? Anh nếm được đắng chát, nguyên lai mưa xuân cũng không ngọt. Anh xài bước rời đi. Tiếng đàn như thơ như họa, che giấu sát khí trong rừng. Người ô thác không phát giác, đột nhiên kêu sợ hãi, tiếng kêu rên liên tiếp. Cuối cùng có người nhận ra điều bất thường, hét lên bảo dừng lại. Đừng vào, có mai phục. Liễu Bất Phong mỉm cười. Sau khi xuống núi, anh đã từng yên lặng một thời gian dài, như cái xác không hồn, không biết nên làm gì. Không thể trở lại Tê Vân Sơn, cũng không thể tìm mục hồng cầm, chỉ cảm thấy không còn muốn sống. Cho đến khi Ngọc Thư tìm thấy anh, tiểu sư muội không còn Ngọc Tuyết như năm nào, tiểu tụy, đứng trước mặt anh, Liễu Bất Phong mới hiểu rằng Ngọc Thư đã thành đại cô nương, không còn là tiểu muội muội chạy theo anh. Sư huynh Nữ hài tử nhìn anh, nước mắt tuôn ra. "Thật xin lỗi, cái gì? Anh không hiểu." "Mục cô nương bị quan binh tìm thấy là do ta mật báo." Liễu Bất Phong thần sắc cứng đờ. "Ta thích ngươi, cực kỳ thích ngươi, không muốn ngươi ở bên nàng." Ngọc Thư giống như muốn giải thoát. "Ta nghe lén các ngươi nói chuyện, nên báo cho Mông Tắc Vương. Ta nghĩ chỉ cần nàng thành thân, ngươi sẽ quên nàng. Ta không nghĩ ngươi sẽ chấp nhất nhiều năm như vậy, thật xin lỗi." ta sai rồi. nàng khóc nức nở. là ta hại ngươi, sư huynh, thật xin lỗi. nàng khóc tận tình, liễu bất phong như tảng đá, toàn thân lạnh cứng. anh niên thiếu vô chi, không nhận ra tình cảm của tiểu sư muội, cũng không nhận ra địch ý của nàng đối với mục hồng cầm. thiếu nữ yêu hận đơn giản, chỉ lo phát tiết, không nghĩ tới làm lỡ một đôi người hữu tình. khi thế sự biến thiên, tiếc núi càng lớn, mới tỉnh ngộ. ngươi sao có thể như vậy? Anh lần đầu nổi giận với Ngọc Thư. Ngươi có biết không? Có biết không? Anh không nói tiếp. Biết gì đây, năm đó chính anh cũng không biết mình yêu sâu như vậy. Như kẻ ngu ngốc. Đại sư huynh tìm anh, nói: "Tiểu thất, đừng trách Ngọc Thư, nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện, hiện tại đã biết lỗi rồi. Ngươi cũng đừng trách năm đó sư phụ không cứu ngươi, nhốt ngươi trên núi Tê Vân." Liễu Bất Phong đờ đẫn trả lời: "Ta không trách ai, chỉ trách chính mình." Ngươi có biết năm đó sư phụ tại sao nhốt ngươi trên núi Tê Vân? Đại sư Huynh nói. Sư phụ nhân hậu, thu dưỡng chúng ta bảy cô nhi, coi như mục hồng Cẩm là vương nữ thì sao? Sư phụ thật muốn bảo, không ngại nguy hiểm. Liễu bất phong không hiểu lời này là ý gì? Sư phụ là vì ngươi. Đạo trưởng Vân Cơ từng bói cho anh, quẻ tượng cho thấy anh sẽ vì một nữ tử mà tan xương nát thịt, chết yêu. Tình yêu sâu đậm sẽ giết anh ngươi là đệ tử được sư phụ ngưỡng mộ nhất sư phụ sợ ngươi vì mục hồng cẩm mà mất mạng nên nhốt ngươi trong trận pháp đại sư huynh nói sư phụ làm vậy là vì ngươi liệu bất phong chỉ cảm thấy hoang đường chỉ vì một quẻ tượng mà bỏ lỡ đạo trưởng vân cơ vì anh mà làm vậy anh có thể trách ai chỉ trách thế sự vô thường trêu cật người hữu tình anh ở lại thành tế dương ẩn mình mỗi ngày làm việc không khác gì trước cho đến khi Ngọc Thư bị thị vệ của Mục Hồng Cầm đuổi bắt trong chùa miếu, Ngọc Thư không có gan hành thích. Tin tức vừa truyền tới, Liễu Bất Phong biết Mục Hồng Cầm đang buộc anh hiện thân, anh không tức giận, thậm chí vui mừng vì sau nhiều năm cuối cùng có thể gặp lại nàng. Anh gặp Mục Hồng Cầm trong phật đường đêm khuya, tuổi tác mài rũ nàng càng thêm mỹ lệ, xinh đẹp, tựa như mật quả, toàn thân lộ ra phong tình không rõ. Liễu Bất Phong trong lòng chua xót, ai đã biến nàng thành như vậy? là chồng nàng sao? Họ có con, nàng đã thành ra, càng lúc càng xa. Nữ tử áo đỏ hoa lệ, kinh quan trong đêm phản xạ sắc thái trong suốt, ánh mắt nàng nhìn anh, không còn tinh nghịch như năm xưa. Anh có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng cuối cùng không biết bắt đầu từ đâu. Trước khi hết, anh hỏi. Ngọc Thư ở đâu? Mục Hồng cầm ánh mắt kinh ngạc, lời vừa nói ra, anh lập tức hối hận. Không phải nên nói chuyện khác, hỏi nàng những năm qua thế nào, xin lỗi vì thất ước, cũng tốt hơn câu chất vấn này. Mục Hồng cầm nhìn anh như người xa lạ, hơi hợt trả lời. Trong lao. Hai người đối thoại, xa lạ như người lạ, đứng ở lập trường tù địch, không còn thân mật. Liễu bất phong mâu thuẫn, muốn ở lại nói thêm, nhìn nàng nhiều hơn, nhưng sợ ở lâu sẽ không kiềm chế được tình cảm, làm nàng khó xử. Đã lâu rồi, năm đó anh không kịp đuổi tới, bây giờ, Mục Hồng Cầm đã có người khác, không còn cần anh, cần gì phải quấy dày. Anh muốn Mục Hồng cầm thả Ngọc Thư, bắt anh. Đạo trưởng Vân Cơ nuôi dưỡng anh, Ngọc Thư là sư muội không thể nhìn Ngọc Thư bị vây khốn. Huống hồ, mục tiêu của Mục Hồng cầm là anh. Liệu bất phong nghĩ rằng Mục Hồng cầm rất hận anh, có lẽ trong lòng nàng còn chút tình cảm. Chỉ là sư muội thôi, ngươi thích nàng. Liệu bất phong đáp. Đúng, ngươi nói gì. Liệu bất phong nhìn nàng, như muốn khắc ghi hình ảnh nàng lúc này, gần từng chữ. Ta thích nàng. Anh thừa nhận mật báo là mình làm, lừa gạt mục hồng cầm, chưa bao giờ yêu nàng. Mục hồng cầm cười khinh miệt, giống như anh thật vô nghĩa, buồn cười. Nàng muốn liễu bất phong làm tình nhân, xem như thả ngọc thư. Liễu bất phong tức giận, tại sao nàng có thể làm nhục cả hai, nhưng trong tức giận, anh sợ hãi nhận ra, anh chưa bao giờ từ bỏ tình cảm. Như hỏa trùng chôn sâu trong lòng, chỉ cần một câu của nàng, dễ dàng phá đất mà lên anh đã đồng ý nhưng mục hồng cầm không muốn nàng muốn anh mang ngọc thư rời khỏi tế dương không bao giờ trở lại nàng muốn chia cắt hoàn toàn với liễu bất phong không gặp lại đây là lần cuối cùng anh nói chuyện với mục hồng cầm về sau liễu bất phong biệt hiệu vân lâm cư sĩ vân du tứ phương anh đến nhiều nơi áo trắng tiêu sái kiếm thuật siêu quần được người xương tán nhưng anh luôn lạnh lùng như không để tâm đến gì anh không gặp lại các sư huynh đệ và ngọc thư mỗi người cuối cùng đều cô độc nhưng hàng năm lễ thủy thần anh vẫn trở lại thành tế dương lặng lẽ không ai biết vào thành chỉ để nhìn mục hồng cầm bảo vệ thành trì như bảo vệ nàng bói toán không hỏi người chỉ hỏi sự việc là quy tắc anh đặt ra cho mình đoán vận mệnh tránh khó khăn không biết mỗi lần gặp gỡ đều là duyên phận quý giá tránh họa lại vào bẫy khác như chính anh một đời tiếp nuối một đời gần mà không thể. Trong rừng sâu, tiếng kêu thảm thiết ngày càng nhiều, người lên bờ cũng ngày càng nhiều. Tiếng đàn dần kịch liệt, như kim qua thiết mã, ẩn hiện trong sát khí trận pháp. Trận pháp không vạn năng, càng nhiều người, thời gian duy trì càng ngắn, cần hao phí tinh lực. Năm đó, trên núi Tê Vân, đạo trưởng Vân cơ nhốt anh trong trận pháp, để sớm ra ngoài, anh không để ý thương thế, cưỡng ép phá trận nghiên cứu, cuối cùng thương tổn tâm thần. Những năm này, anh chưa từng bày bố trận pháp tốn lực như vậy. Liễu bất phong bên môi tràn ra máu tươi. Xuân quang bên trong, anh cười thong rong, xuất trần như lúc mới gặp. Như năm đó, một thiếu niên bạch đi kiếm khách chắn trước người trong lòng. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.